Đức kính thưa tất cả chư vị sao cùng được sự khẩn cầu các bậc vị tìm vô đức này. Hôm nay mong cầu tất cả các bậc vị diệu dụng để tạo pháp tín chân thân giúp cho tất cả đồng bào nhân loại trong một năm để tỏ ngộ thiên dễ trao rồi phân sự từng hành đêm từng giờ phút. Hôm nay xin kính thỉnh tất cả các bậc vị từ buổi thuyết trình hôm nay kính mời quý vị để đăng trình thuyết pháp để hầu ban tặng và bố thí cho tất cả đồng bào. Bên cõi nhìn mắt cười bởi tâm lòng những cách văn chương thường giúp đỡ tuổi cao vui thu đáo rừng tâm rừng tâm thay đi mặt phước cỡ nhi hòa là nơi ông trịnh là nhà đi đạo viên mừng ca tinh thiên liên ni tùng ơi dịp mà nhĩ nhật lai hào kiệt đi tương phùng ngủ ni hoạt thi phú ni hòa chúng ước đi mong vì đạo đi thẳng ơi dùng xa chi những đêm tiếng đạo cho di huyền diệu đưa nhân tâm đi mở đi cứu ở quyền văn trước tiên tâm đi được chân an mong sao tất cả làm này bàn thành nhàn mong vì đạo dầu tan sắc thể xa chi kiếp trần tâm kệ đi thi ca ước mong xung hiệp đi một nhà vì thương nhân lỗi nên quà ca đi bản ở đời mai này đồng đạo cho ra về chú phương sắc ba cảnh bồ đề xin nhắn mà câu ước mong mà đời đạo đi từ lâu chung đường hội hiệp mà sống đâu đi chặt dình miền ông tranh niềm tin vững chắc chúc đạo đồng giết giặc châu thân sớm màu dứt được đi cảnh ở địa trần mà đạo màu truyền khắp để nhân dân đi thường ngày để cùng tiền cổ đi quét khai đem dân thì phu cho lại trai đi ám tường nhớ thở trước nam phương giáo hòa đạo khắp nam an dị giáo thịnh hành cuộc đời chi cảnh đi đâu tranh tuy rằng trong cảnh để vượt dành lợi danh nhưng người đạo đi tu hành dân đi giữ mà bền tâm vàng cũng sự quyền gì hôm nay tuy mạng chủ kỳ nhưng vì mến đạo nên nhà thì vào đời chúc đồng đạo thay mặt vô bê thở trước mà đang giữ gìn mực đê thước toàn tâm cho đến ngày kết cuộc đi qua lòng mà chánh ơn Phật pháp ni tiên đồng hồi quy tới đây xin tạm lời thi trò xin cung thỉnh ni quyền đã di thở ơn nào để chúng mê cuộc lại tạo đi tâm quyết và đem tin
đắp xây cùng nhau hồi ngô đêm mà này mà lại dân khi mọc mạc xin đất mà xây thành bài đạo đức chiến quát cai chúc mầm thanh tâm thường là to như lai bồ đề sớm trưởng trăng phước huệ tới đây xin kính cẩn khai nghe một tiếng rao vang miền sơn đành chỗ tâm tư đi cô tần mỗi người chốn điện trần lòng giả chẳng vui tươi thân bần đau ác tâm từ phúc thiền miền sơn đành trong bụi hoang tàn ta đến duyên thân cơ bần xuất hiện để gì ơi thấy núi sông còn rạng rỡ châu bài thấy dân tộc còn bi ai nhiều tham nào trong bước dinh du không am tường được đạo cho nên trước tâm tư ta còn giao bốn miền kính chúc thần thanh tịnh được thường xuyên thăm quý dễ nơi miền sơn đành kính thưa hết ông bà đổi lành rồi kính thương người ta thọ lành gì đâu đêm buồn nồng nhiệt canh thâu gợi lời theo mây khói dài dầu đông phương chúc tâm sự cuộc giả đường bí tuyệt thâm tình quân ta viết một bài kẻ cơ bần trong dạ tim tay tâm mày miệt để chốt ngay lời tâm sự không đã hiểu quân tàn mỗi thứ đã chung tội trên đoạn đường rồi bạch tự tâm tính giảng dài biết mặt đại linh đêm mi buồn ngồi nhớ lại canh thanh minh đại cầu kính thưa quý vị kính thưa tất cả ông bà cô bác và đạo quả được thâm sâu đêm mi buồn ngồi kể rồi dài dầu gian nan nơi miền rừng núi lăng thang về thăm đồng đạo rồi tình tam phúc cầu nơi ông trịnh đến giải dầu lũ lót tảng trình vĩnh đau xót biết bao thở xin để lại ngày nào kẻ bần cũng khổ đi dài công lao phúc đường cảm ơn kính phúc tất cả chú quý vị có mặt trốn hội đường dạng dài nhiều neo rồi cảnh thê lương nặng quằn bần sĩ đi đến đây chỉ có trong dấu lý tư nhân có lời im dịu thường hằng mà thôi thân bần sĩ không có chỗ ngồi an tâm nghỉ ngày giờ đêm trực chỉ xung pha cũng nhân dân loại nước nhà mong cầu đất nước tân hà thánh thời thân bần sĩ chốn núi trời phiêu bạc gợi thơ đề gặp gió tạt mưa phong kiểu ai tất cả đạo đồng có thương bần sĩ đã nâu sông tầm phân bần sĩ đến đây chỉ bằng giáo lý thi dân bằng lời trăng tối trở trăng phúc cùng kính thưa quý vị trăm ngàn lại chú vị ráng tất cả được hòa chung cố qua tìm ra đảo hành ngày cùng như như chúc tất cả chú quý vị và giảm thoát tài người chúc ý cầu thiện tế tâm tư nhiệt nồng nơi núi ông trịnh đêm nay luôn lót bút khai dòng ngồi thuyền tỉnh đổ mà lại mổ trong tấn mình biết đâu mà nói tâm tình biết cái gì để thiết rồi chỉ cầu xin Phật trời kinh thưa quý vị không biết bạch tuyệt xa vời đó là bần sĩ đi cứu đời gian nan ra đi thoát khổ trên đàn bốn miền còn lặng lội không gian sang siêu tầm mong đạo sĩ tay cầm ngà ngọc mong quý ngài trần trọc độ nhân để xây đắp lại đài thần để minh đường về trị nước rồi để cho người dân yên nhàn mong các đứng các đạo tràng lo tình nghị mong các thầy trật chế anh hiên còn ta lũ lớp bốn miền thắng này theo gió thường xuyên hằng ngày kính thưa quý vị
về in trong lại tất cả các vị thần quay nơi miền đừng nối đêm ai thiết trần. Nguyện sẽ độ tận chúng sinh trong kỳ chót, nhưng thấy loài người không dịu ngọt để tu tiên viên giờ ánh mây mù người còn tâm giả lô bồ tối tân. Kính thưa chú quý vị, các bậc đại thần cùng là các ngài xuất hiện để độ dân mạng này. Tâm nặng lại chú quý vị và lại đức thầy, chứng minh cho đệ tử giờ này miền xa ra đi nào việc ta và lại thầy độ trẻ chốn miền xa tuyệt vời. Lại thầy độ cho khắp nơi hoàng vũ, lại đức thầy lãnh thủ đạo trâu. Xôn đi hôm đúng rút ít nào nắng mà cố hết đồng bào quân ba. Nhưng anh tình kề giả báo quốc, bần sĩ ngồi đây ngây ngất bi thơ. Sai tinh sai điện đúng mấy giờ, cho nên ngồi tỏ dần thơ như vậy. Kính thưa Đức Phật Thầy, kính thưa chú quý vị, giờ này đó thôi. Lên đèn Thầy đã băng tối khắp má miền phiên chung rồi ôi thôi vô dần. Căn đằng lại tất cả chú quý vị trước rồi lại hết tất cả toàn phần. Thứ tha cho bần sĩ ta lần một châu, còn cả đời lắp điện ăn dấu. Giờ đây tâm giả lo mọi điều, sợ thế sự sẽ bị thiếu hoàng phục, sợ chúng sanh nó ngã gục bên đàn, sợ loài người theo tà quỷ hổ mang, sợ tánh chất đạo tràng thất bại, sợ tình chúng theo tà theo dạy, cho nên bây giờ vô quái ngại tâm tư, lại cầu phước đứng ân dư, lại thầy hộ hết thật tư muôn bề, lại tất cả đồng đạo và lại các linh phần có mặt hộp bề điểm nay khi bút mà lại kề khẩu ra, lại xin các đứng vậy mà hộ cho bần sĩ miền xa kiếm tầm. Phúc nói nghiệp sai lầm bớt quá mà tạo hiền lương, gầy gã chúng sinh ra đi mang pháp mang kinh, ra đi chỉ có tâm mà tình niệm nhân. Kính thưa chú quý vị và trăm ngàn lại các đứng các phần, tờ vi để xa quy lần nỗi thôi. Xin tất cả các bậc và các đứng Phật Thầy tha thứ tội cho tôi, ngồi buồn thơ bố cảnh xa tôi vô vàng. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay bần sĩ là một tấm thân lê thơ cho con đường nghèo khó. Hôm nay vì sứ mạng của ơn trên trời Phật, cho nên bốn miền phải vô phương thành đạo. Xin kính thưa chú quý vị và tâm ngàn lại các bậc vị và đức thầy đức ông nơi đây, và cùng các ngài xuất hiện trước khi ban một tràng pháp. Hôm nay bần sĩ xin kính thưa và mong cầu các bậc vị tiếp nối theo pháp tiền để cho tất cả người dân tộc của chúng ta được hiểu biết thêm trong dòng thơ bút để trở lại cho tu hành để sống lập công bồi đức. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính mời các đứng Nam mô Di Đà Phật chứng minh. Miễn được sắc phàm thay cốt ngọc, vui miền cực lạc thói vô thường. Ta bà thế giới còn ta sắc, tâm thước cành bào chớ chăng trường. Vì đời thống khổ do nhân quả, quyết đem tâm quyết được thần lương. Phần đạo đức vũ phương đang quý, cảm ơn người bằng sĩ thiết minh, để đem vững chặt niềm tin cho đời tỉnh ngộ giấc bình ngày mai. Toàn trong nghiệp hôm nay gặp gỡ, cảm ơn trên một tờ tao cùng hữu duyên giáo lý đồng chung. Ước ao người đạo tạm mà dùng mà thi dân, đem đạo pháp nằm
ban rải để cho đời giặc hai ngày sau ước sau tinh tấn càng cao xa gì các tục trần lao trong lớp miệng tất cả trần gian đi tỉnh ngộ hoài con thiền đến chỗ lạc con gì danh vọng giàu sang cho mau kịp bước ma tây phan đợi chờ cảm ơn đức dành tên bồ thí toàn thay câu nhàn quý vàng nhân đắp lòng người đạo du sơn của miền đông đỏ mà dừng chân phút mà này mong mà hiền đạo từ đây rang thuyết đem mà tinh thần hiểu biết đắp xây để cùng trời đạo một ngày hướng dân an lạc gây tài ứng trong mà tớ cuộc chất chờ đường lối định quân kỳ trăng tối xót xa muốn sao cho tội ta và khắp trong nam nữ trẻ già cần ta tu nhưng ngặt cõi quan thùy chưa dứt mùi hương nồng chưa lứt tung bay khá khen tiền đạo sĩ ở tài trên đường tiết giáo nhiều ngày trong năm nay đánh gọi diễn sang tông độ miền sơn khê khắp chỗ tiêu điều nhưng quyết lòng chỉ đạo sớm chiều treo rương thiền đạo mà nếu sau này để cùng nhau trên đường gầy dựng xa chi hiền chịu đựng đi lớp màn phút giây rồi giỏi tử thăng muôn đời muôn kiếp chưa an xa gì mong ma hiền đạo từ bi gắn bó bền công trình chịu khó kiếp mình vì trong nhớ nỗi hữu tình còn nhiều cảnh bên nhưng gia đình chưa rảnh ràng vậy mong đạo đại ban thêm nữa cho đời tàn cải sửa hồi bi tới đây xin tạm thơ thi kính nhường hiền đạo từ bi khai ta nối tiếp rồi thời nơi để cũng đã giờ đức chỉ đeo dây thế dân còn mãi chưa bị mang tay cầm mà cung lĩnh tay phải ở đàn ông châu thương nước Việt không lâu rồi đuổi ta khúc ở đây trong buổi chứ cơ họ trì giáo quấn bệnh ăn trí thân mà bận đảo chứ trên đồ đàn chứ tiêu linh tự ta độ chứ chúng sinh bất loạn
mà phương lộ chứ ta quá sơn đài. Thâm đồng đạo bi ai cảm ma quân, tính lại ta đâu xứng chưa đại tiền. Cho nên hộ phước đại di pháp cơ mà trao đổi chưa tại tiền tân thế. Tâm biến đạo muôn bề chưa rành, miệng ải quan lốt ba lánh diệt thù. Nơi miền miền đéo ngự tu ai dái còn quằn đắng rồi muôn mở thu chứ sân. Trăm ngàn lại quốc gia tại nguyện cho nam ban hết chuyện chứ tranh màu. Đặng người bình phục chứ đâu ở đâu, đạo đồng hết lãnh sự cơ cầu tiếp mình. Nghe giọng tiếp động tình lúa liên, tại ta nghe sức hiện lòng mơ từ. Tại đời còn quá mệt động lòng bằng đạo chứ tâm mà từ biết bao. Đang dẹp nẻo ngăn rào đón ngò mà cũng như ta lừa gió chứ thúc mây. Phương Nam Bắc tham về đây nơi miền mà đông đổ chứ sông bờ dày hội chung. Cách thân ta bần cùng xấu quá sĩ mà cách thân ta cái kỹ chứ đau thương. Một thân một ngựa một cương, đông sông mà tay đục mà đủ phương kiếm tìm. Tìm danh nghĩa mà tìm người trí gây, tìm đạo nhân quyền bí cho đại đồng. Khắp ba miền đông đổ chứ mình mong, đêm nay mà không được chưa đạo dòng bú sơn. Còn phút nữa mà qua cơn chưa bể ngàn khuyên, đạo tâm cách bạn liên ở đài. Khuyến trần mà nhiều sự chứ bị ai, ta còn mà một mảnh chứ liên ở đài cũng mơ lắm. Miền sơn đảnh mây dân tiếp cao phụ, trong đêm nay hội đủ chưa tổn phần. Cho nên chứ trao đổi chứ thì dân, gần kề mà khuyến thiện cho bằng bảo châu. Nghĩ thân ta mày râu cũng thẹn mà phận nữ nhân lớn lét chứ trong mơ cuồng. Nào đâu dám hẹn chứ ra tuồng, đúc đi trong mà ẩn quốc chứ tập ta luôn thấy thơ. Mong quý vị đợi chờ tiếp ta lại, giờ biển khơi gió hải chứ còn dần. Làm sao yên lặng cho tấm bờ thân, mà miền sơn cướp cho hết bờ lần lối xa. Chừng mở hội long qua toàn kết mà thì đạo tâm hết mệt mới hết trời lo. Tấm thân bần sĩ chưa là đò, trong mà chờ mà nam má diệt chứ hát hò đeo gian. Giờ này khổ còn than còn thở, nợ bốn miền mà nhắc nhở chứ dân tình. Ra đi như thể chứ ăn xin chỉ mang, mà tâm tử rồi quệ đến lúc trời. Thôi kinh trần người ơi, giây phút
khói bốc màu lam. Tặng lá thơ đạo sĩ giáng hành làm biển sáng cảnh kỳ tâm phục quốc. Và tờ hết nơi đây các bậc hẹn ngày nào rồi chợt rồi trong đêm nay vạn quốc đã khai đường thầy chứng quả cho kẻ khai lương bằng tiền. Miền rừng núi trong đêm tàn ta đã chiến chúc toàn phần sức nghiện quyền khơ đáp lý dân cũng đúng mực đúng giờ đúng quy nhiệm của bản đồ thơ trích mục. Thân bằng sĩ không biết sương tàn kết thúc nếu đột còn về thì chui đột bóng trờ bi. Nếu không may thân xác đã thay thế miễn giúp chúng trong nhu kỳ tồn tại thôi kinh phúc trăm ngàn ta đã lại để tặng ban giáo phái trực hành tặng toàn phần giáo đạo được thôn lành ráng gầy dựng nam danh tuấn quốc cùng đóng góp để thọ than giữa các bậc nghĩa kim bằng hay tài vật không trông mở thuyết ra để cố giống cố dòng ráng trực chỉ tỏ như bóng hồng nơi xa mà cùng lũ liếng thương nhau chứ không đài không cát tán thân bần ngào ngạt bốn phương. Đồng đạo ơi các toàn phần ơi ráng gầy dựng lại tình thương vì sắp lỗ vàng bóng tòa đường Phật đạo ráng cố gắng chút nữa đi rồi về thiên ta giàu khi xâm hợp lại đạo đồng rồi thì cảnh hung bạo tiêu tan giờ đây xóm nó chịu than ngồi buồn bất tịch tình ta đã bài nguyện cho đất nước chốn trần ai yên lòng hết dù thân này có chết không sao tâm thân nay một bốn đào nơi miền mà giảng dạy đồng bào dân đang kêu ra núi ông sâm đoàn kêu Phật quốc gia lâm gần kề đoàn kêu từ giả ta về nơi miền rừng núi ân đề bản ly đoàn kêu từ giả ta đi tấm thân bằng đạo có gì đâu đâu đoàn kêu trao đổi đôi câu kính thân quý vậy sòng nấu qua ngày đoàn kêu nét Phật chớ tay gần trong chí lý đêm ngày cao thâm đặng ra cứu nước quan dân đặng lo bò chúa minh tâm đời tàn đoàn kêu ông trịnh kim thăng ngõ lòng quý vị tình tâm bốn miền đoàn kêu hội Phật thanh tiên đoàn kêu mà tích tử sự hiền mà tồn lại đoàn kêu chung lại đêm nay trao văn mà bạch tử của ngài ban ra chư ta đoàn người đi tiếp tha thơ đoàn kêu chư nam việt chư sơn hà con quý giá cờ cắt bật cho ta đi núi sông cách trở chứ xíu ở gì thở than ta đoàn mà nuôi cấm bình hăng đoàn kêu mà đó dáng chưa đại bàn chưa đông sông chưa giả từ mà cắt bật chưa dạy tông của thầy mà đẩy ra lại chứ không trống mận mà đoàn kêu từ giá đi xa đó miền mà quá ai chứ vậy mà đâu đâu chứ giả từ đến đó phúc mà lại đôi câu làm gì mà chí cho mày râu anh hùng đoàn kêu giữ đến cho ngày cùng đáng lo mà lập quốc cho trụng cùng đau lay đoàn kêu có một không hai một thầy mà một ba tớ cho phút này uy nguyên cho đoàn kêu
ta giếng cho đần mèn, giếng mèn mà ông má chỉnh cho trao liền. Khi thơ đón thiếu đúng lúc đúng giờ, chắc rồi phải nghe cho bánh bờ gian sông. Đừng kêu tất cả cho đảo đồng, đêm nay mà tâm tử cho công trong mặn mà. Nam Mô Di Đà Phật. Bần sĩ Phi Điên, từ đó hôm nay bần sĩ đã nói lớn tiếng và cũng như thương chúng sanh mới nói mà buồn mới phân đó. Xin tất cả các bậc các ngài thứ tha quan hệ Nam Mô Di Đà Phật kiến đường quý ngài để thuyết minh chân lý. Qua nhỏ giọt từng hạt sương rơi cho tất cả đồng bào hứng sương rơi đó mà để làm lành lãnh dữ, để tạo thêm phúc lành trong một ngày đại hội mây rồng gặp gỡ Phật Thánh Thiên. Mong tất cả các bậc đường gì tất cả để hỷ xã phân thai cho chúng. Nam Mô Di Đà Phật chứng minh. Nam Mô Đức Giáo Chủ Phật Tổ Phật Thầy thứ tha tội lỗi. Đàn kêu sờn đầm tiên vàng, mấy khi trùng diệp đón thàn vũ phương, người tu sĩ thành dương đón giả viết sơn hà tay quả kim tay là cơ định lực. Trần ai mấy ai tranh khỏi đắng cay đi buổi tàn, đàn kêu thì thấy đỡ tàn mà phát tiền nhìn coi cảnh gian đi đeo phiền, đàn kêu nghe rõ tâm tiền eo le có cảnh cơ duyên lớp màn. Đàn kêu nương nghe ngủ lâm tàn, chỉ chờ trên chúa chánh đàn định kỳ, người tu dứt bỏ sân si đem lòng ba cái là từ bi thường hành. Có chi đạt lợi tranh danh, ước nhà cơ cuộc sẵn dành từ đâu. Đàn kêu trong thẳng giáo bầu chặt dình tròn da sông nâu đi mới rồi. Đàn kêu nước quán phải trôi, sơn băng thí kiệt nhiều hồi kiếm ca. Đàn kêu nam nữ trẻ già, làm sao cho được dung hòa gia can. Tự nghiệp được trần gian trăm triệu, ăn liên quan mở khiếu quyền phan. Mấy khi ra lại lâm sàng kiếm đàn dòng lại, giỏi trang thơ đầy. Đàn kêu mai hiền đạo có ra về, từ đây thiết giáo là chỉnh phê đi rõ ràng. Cơ duyên hay định lực trần gian, thương đời gia ngọc gỡ thang đi tranh chạy. Đàn kêu ba tới một thầy đời xưa lưu lại, từ nay danh truyền. Đàn kêu đem giống cùng điện, đại bàng thế giới khắp miền lục châu. Đàn kêu nghe chưa mãn không lâu, trần gian phải chịu là tạm sầu ai biết. Đàn kêu thương chúng thì tiếng tu trì cho dân thoát cảnh kiên trì địa người phàm. Đàn kêu trong sẵn nhàm gió thường trong đục mê sơn lam còn đầy. Đàn kêu mong thức tánh đừng mê cảnh trần bao quản chán chê vì đời đau đi màu và phan đái khắp nơi lấy tâm trí huệ đem lời kiên ca giải bàn khắp sơn hà cho đời tỉnh thức mà thoát qua thời kỳ. Đàn kêu tâm cảnh thiết chi trần gian đang lúc mai bi nhóm sầu, nhưng xem đi trong cảnh nào nam bàn trong cảnh là điện lầu các thầy. Đàn kêu tuy cổ này là nay nghiệp
chim phải kêu đắng cay có thuốc nàn nhưng sao rồi được tân an vì cơn đã làm ban tu về hành đàn kêu ba tay mạc non tâm yên đời cùng đạo tận hành theo gió mây tận ngôn tận hành từ đây vàng son các tiếng lầu tây mới vừa kề trần kiêu hoa ti cảnh tướng hệ chung bi kết cuộc cũng về một coi trần kiêu nhật nguyệt dồi dối nơi trời nhìn chờ mây bạc thương mà đời hạ quên mây kiền đau dời trên chiến nghe thầm thước quà là tạ ban ơn giáo tiền tòa thay đời phật thánh thần tiên cùng lão giáo chư hiền à nơi đây đáp lòng màn hiền đạo đắp tay cảm ơn tâm đạo từ đây gọi nhân để mong rằng đến ngày phật nghe pháp chân hình là năm mà chỉ dẫu nuôi mình biết bao thiên tử đã đoán trước sau thì người tu lấy trí dội cao mới màu tới đây xin tam dừng câu chúc câu thương bá đạo màu và thương anh tự ta xét lại thân mình lễ dần mà bút thảm chứ đăng trình hoàng khai chứ viên thăm ông trần đêm nay tầm ma tư nhạc mà bài khai chung cùng thấy ra đời mà còn quá chứ lạnh lùng lang thang chứ cũng mà bể chứ mấy ra dùng đồ đặng phiên chứ gầm ta chân thật khủng điên vậy trời mà tạm ma ứng chưa chấp biên chưa hành trình chưa thôi ta kết lại chưa thân sinh trong ma đồng mà ý hiệp chưa nhiệt tình đêm nay chưa thoát ra giáo lý chưa bộn bài cả tiêu thế giới chưa trận ai nhiều rồi tai đời bạc bẽo chưa như vui thấy chưa đem phật mà thả trôi chứ kia kìa mà diễn thăm chút qua nữa chưa bần về chút qua cầu mà quý dễ chứ kia kìa mà tại đây giữ gìn mà anh đã quét chứ phương tây độ đông chứ đông mà độ chứ xâm mà dày thì cao kim chứ mong mà ngồi mà dựng lái bờ thuyền sống còn mà nhô nhấp chứ nở miền chưa còn cao chứ thân ta chẳng lễ chứ chút bầu miệng đem xin chúng đồng bào được thành thới chưa chiều buồn sân đảnh chứ chưa ngơi liếng lưu mà chút nữa chứ giữ đời dâm ô chứ cuộc đời mà còn mãi chứ thấp thu cho nên mà bần tỉ chứ trầm trồ kéo lôi chứ lôi người mà về tới chứ đợi ngôi lôi người mà dễ giữ chứ lôi thôi chứ đợi đầu cả khen các bậc chứ công hầu không mà danh chứ không mà lợi chứ không mà cầu tiếp được khác khi mà lại chứ đang thắng cùng trời buồn người chưa được chứ thành thôi buồn người mà còn mãi chứ là nơi đâu đùa chứ buồn thôi thái tiếp cái chứ đổi mùa sắp ở đây rồi phải chứ thẹn thùa biết bao chứ tư sinh ra xuống chứ tại trào nhổ phiên trần hạ chứ công cao quá đầy vì ai đất trắng chứ canh chày vì ai xuống chốn chứ bụng lầy đưa lên về đời mà đời lại chưa còn quên đặt thân bận tỉ chứ dẹn nền thiết cơ tha chưa buồn ai ta nói chưa lợi ra kính là thăm chưa bằng tỉ chứ miệng ta dịu dời thăm ăn người các bậc chứ thành thôi trấn an đông đổ chứ tiệc giời đông sông còn ta dạng hải chứ
tâm bờ thiền lạc tiêu quốc chứ dài công dữ trần mấy ai biết được chứ tai lần ta đây kêu réo chứ tự thần tan năng từ đây bí tiết chứ dân làm việc lành mà không có chứ luận đàm mà giữ hung vì ai ta xuống chứ ngày cùng vậy đời mà còn mãi chứ giữ hung nặng nề chứ nay mai yên lặng chứ ta về thân này đời giữa cõi chứ bộ đề chứ rảnh răng chứ đâu còn mà tranh chấp chứ lang thang khắp miền mà dắt giả chứ gian nan cũng cùng tình phía nhớ cảnh chứ lạ lùng thương buồn mà chỉ biết chứ tâm cùng phiên dân biết ra trong mà đợi tục mới chứ coi ngần biết ra rằng mà thầy mở cho đợi tân bất ngờ ta đi vô bến chứ vô bờ dặn người mà hiền sĩ cho đợi chờ ngày sau chờ cho cục có quốc chứ nam trào chờ ngày mà lập ba dĩ chứ anh hào quy nguyên chờ ta ơi một chứ chiếc thuyền về nơi đông đổ chứ tại truyền mà trịnh ông chứ thiền trời lướt ra gió chứ long đông chứ thiền trời ngàn dặm chứ minh mông chứ xa lìa thuyền ta đợi chút chứ ta về nơi miền mà sơn đánh chứ kia kìa rước ra chung chứ chiếc thuyền mà lại đảo chứ thầy khùng thiện trời mà bơi lưỡng chứ đụng phùng mà đâu lay thiện xa biển biệt chứ trận ai chút qua cầu mà quý vị chứ tiên thai chứ chỗ này cầu cho tớ lại chứ gặp thầy người tần mà người sợ chứ không về hiệp chung cầu mong náo nhiệt chứ ngày cùng cầu sao ông đạo chứ điên khùng về quê cầu mau chúa thánh chứ được về đừng cho kẻ sợ chứ người tề gian nan nguyện cầu mà tâm giả chứ giấy dân cầu mau trời đất chứ dẹt màn thị dân cầu sao hết đi khổ chứ hết bần cầu người mà sống được chứ an tâm kiên trì cầu đời mà niệm Phật chứ mau đi cầu trên các đứng chứ quyện di hạ phàm cầu cho thánh đế chứ nhà lâm một quá trình mà lụy á nước cho được làm hiện lương cầu cho giảng quốc chứ biết thương cầu cho mà dâu bể chứ biết đường đặng đi chứ ta cầu mà các đứng tự bi cầu cho dạng vật chứ vậy thì xung xây cầu cho chứ qua nở chứ ta về cầu sao nước thạnh cho muôn bề mà được ăn chứ ta cầu mà trở lại chứ tây phân cầu người sớm được mà lãnh trang chứ tịnh thần cầu sao trở lại chứ nam dân cầu người khỏi có chứ bề tân chứ chốt này cầu bao sum họp chứ dở thầy trị an quốc thới chứ canh chày yên nhiên cho tôi ta bới tắt chứ chiếc thuyền chờ ta trở lại chứ đỡ miền sơn khê chờ ta mai mốt chứ ta về hẹn rồi vô kẻ tở chứ người tề đông sông cho tại gì lãnh lệnh cho cuộn phong xuống miền mà trị chúng cho biên không chứ đợi này gia từ mà đạo sĩ chứ đâu đây tha quân hành đạo chứ cánh chạy chưa ơi chứ gia từ mà tí tuệ thành thơi gia từ mà quỷ dị chứ ngôi trời vinh vô chứ gia từ ta lại chứ thiên thu lôi thiền mà nơi khác chứ phiên tu chứ dân chờ chứ gia từ vô bến chứ vô bờ chờ ngày mà nước ra diệt chứ tờ mà rảnh răng cho ta về ôi hỏi chứ qua ngăn núi rừng mà dạng bén cho tình tan cút cầu chứ giả từ mà bần đảo chứ tâm sâu giả từ mà quý vị chứ đạo màu tôn nghiêm chứ giả từ chứ ba tánh bên thềm phúc quy cầu mà đất ra nước chứ dạng niềm mà yên nhiên thôi ta lui gót chứ bơi thiền tâm thanh
giữ vẹn chứ cũng điên hằng ngày. Giữ lời thầy dặn chứ không phải một là mà dứt một chứ không lại chứ phúc nào. Giữ lời mà thầy dặn chứ làm sao cứu dân cứu nước chứ đồng bào đang nguy. Chứ giữ lời mà thầy bảo chứ phải đi giáo truyền và phiến đạo chứ vô gì kỳ này. Chứ giả từ đồng đạo chứ tại đây giả từ mà đồng đạo chứ thuyền quay chứ bước ra đường chứ dân lời mà thầy dạy chứ thầy luôn. Ta đây xuống thế chứ dọn đường cho dân chứ dọn xa rồi lại chứ dọn gần. Lệ thế xóm tạo chứ chịu tầng gian răng chứ dân lời mà thầy dạy chứ thảo căn. Lo bài mà dọn dẹp chứ trần gian yên lành thì là mới được cho bè quanh trở về mà có kỳ đạo chứ tâm mà lành hiện chung chứ dân lời thầy bảo chứ phải khùng. Cầu cho bốn biển chứ hiệp chung nhung hòa, cầu cho đất nước chứ thay hòa, cầu cho dân tộc chứ nhàn ca chứ thay bình. Nguyện cầu mà trời đổ chứ chúng sinh dân lời mà thầy dạy chứ một mình đông sống chứ thầy bảo ta xuống chứ cứu dòng một nghiêng lưu lót chứ thành trong mặn mà chứ dân lời thầy thiết chứ dâu ra cho nên ta chịu chứ quan hà chưa an chứ dân lời thầy dạy chứ phải con. Thì ta phải có chứ trên đàn rồi phải đi chứ lời thầy mà dạy bảo chứ ta ghi. Chừng nào mà yên lặng chứ năm thầy mà được yên ta về thanh tịnh chứ đội thiên xóm chèo tu sửa chứ đỡ miền mà lạnh trăng chứ chúc cầu mà đồng đảo chứ rảnh răng. Ta dâng lệnh Phật chứ trên đàn xuống đây thanh bần sĩ khổ chứ không hay. Bần thân mà đạo sĩ chứ vợ này không lo chứ thôi thôi tạm vắng chứ con đò canh khuya còn mãi chứ chuyện trò như gió sương nói ra quý vị chứ mến thương trăm ngàn mà ta lại chứ dạng đường ta xin. Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính nhường tất cả các bậc để cho tất cả đồng đạo được thỏa mãn trong một đêm nay và tất cả các bậc chị tiền bối đang ngồi gần bần sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính nhường tất cả các bậc. Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Thầy chứng minh cho đệ tử thành tâm phát nguyện. Ngọt ngọt giữa năm tội Phật qua chánh niệm tâm sự biết chẳng mà đạo pháp muôn đời sanh bất diệt chẳng để bài qua cánh thiết ca nhưng vì đạo đức cần tu sĩ xin đại dành thì kết quả ước mong đồng đạo mau tiên bước tu hành chắc giả đến bố tòa. Bố tòa Liên Ngọc đề khai minh để đưa nhân loại phục và sinh trở về chiến quốc thổ cũ quê sắp đây đặt và phiên người tu cần nghề dẹp giặt ngoài trong ma cùng nhau qua xây dựng đi đại đồng trên đường đạo pháp đi hư không tường tồn phiên xác thể và phiên chân mồm mà đồng thức ngộ để vượt lớp màn cổng để khổ trần gian cam tâm tu học để đào thang xa gì cái cuộc đời tàn của hạ quan. Người tu đi sĩ đâu đi sàn trăm cảnh miễn làm sao nhập đi tâm đi siêu phàm. Người xưa khi ăn tri việc phải đem làm thì người
người tu đi sĩ nhà Nam đi gắn ở tròn cương đồng đạo thì lòng son đi khuyến là thiện để cùng nhau dung kiện xây quê để đưa nhân loại quay về trên đường giác ngộ thì bồ đề chúng nghe phân đời ti điểm cụ nghịch tân nhưng vì đạo pháp cần xả thân tim nhiều mong hiền đạo sớm chiều gắn nghe bỏ mà bên trong trình chịu có đi sắp xảy để ngày nào ngồi đầy mây đồng nhau chung bước mà lầu qua tay đi quy ở hồi nhân dịp đạo đi được để ngồi giao qua để cùng nhau khắp cả đi được kết duyên bằng thi phú đi giảng đã về để đem câu đạo đi pháp mà xuồng ra đi thở nào thấy trần hạ lệ trầu đi đang chạy nhưng vì nhân xanh trái phải đâu đi tường nhân thương thay cho cảnh trần dương là cơ định lực đi miên trường sắp đi xây thương đồng đạo thì từ đây chuyên thiện mà em tinh thần xây chuyện đi lo tu cho đời dứt được đi quán á thù mà tình thương ban đại đi ngao du đi nam trào dọc thuyền bảo mai trước cả sao đi lưu liêm vì thương đời nên dành chuyện điếc mình nhưng tạo sao cho đời một bên mực niềm tin mà y tin vững chắc cho giấc quỳnh không chìm bao đi thân thể mòn áo đi đi nữa xa chỉ tư đại đất nước gió lửa đi kết thành miễn sao nơi chốn đi đại thân mà đưa cho nhân loại đi trọn đi lành trong kỳ ba để ngài gặp lại chúa cha mà phật thiên thành tâm bước đi ra đi chào mừng được như vậy chân phật pháp mà đem thi dân phải phù hợp cho thời cơ gặp nhau trong lúc cũng tình cờ nhưng vì tình đạo đức nên gửi à thơ đi bắt dần mong hiền đạo ơi bảo hòa thân làng về trọng nhưng sự nhân sanh nguồn sông đang chém nề coi kia kia nhìn thấy giống đòi mà rồng tiên đời đã lòng tôi điêu phiền mà thân tu sĩ là thành duyên ước ông đạo đi pháp lưu truyền đừng lời đạo màu nào phải là việc chơi tiếp bệnh lưu lệ là muốn để đời không phai nghe chàng ly em dịu nồng tay để đời tỉnh thức mà ngày mai đi tu hiền nghe chân ly con méo xuyên chân ly mà để tâm hồn mà ngàn quy dạng nhân thì đài mấy đô thị để cao sơn biết ngày nào nghe đặng chiến đàn không dây nghe thở trước đài mây phiên thiện trong chu kỳ chân quyển xa quê thái chỉ toàn trong lớp đi tương đi hề mà người xưa mất dạng đi cũ quê đi chưa hồi mong đồng đạo gì à tôi đi gian đắp mà bước hành trình ngăn đi đắp đừng lơi tới đây xin tạm dẫn lời chúc cầu đạo đi đức chiều mai đi gắn dình dình đạo lý chứ làm ma tính trong bụi mà gần trơn thân cầm ma bụi chứ đông sông ta gần đại giống mới chứ lại dòng ta gần mà đạo hạnh chứ thanh trong bằng mà thân bằng sĩ của ta cũng khổ để du phương cầu độ chứ nhân quân biết đạo hạnh chứ chấn trong tình đạo pháp không ngân
tâm chưa có dần. Ta đã biết nhiều lần xuống thế mà ta đã lưu tình để chưa biết tiền. Lưu bài phiến thiện chứ cơ duyên, lưu niệm mà đâu hạnh chưa lưu tiền thi sơ. Ta đã biết đúng giờ đời thay mặt mà ta biết rồi chứ gió tạt mưa phong. Biết trong thế giới đầy đồng, biết ca đàn mà đỡ tốt chứ vũ lòng đậm viên. Ta cũng biết chinh nghiêng trời đất mà ta biết rồi cho các bậc cho tơ sinh ra đi tự đổ có một mình. Lên lưng mà tấn mã chứ đâm trình miệng xa vì dân lệnh nam gia tài báo. Dân đã lệnh thầy mà thần tạo chứ ra đi gặp cảnh chứ lưu kỳ gặp đời còn mãi cho những gì dâm ô. Đạo sĩ nhớ đất tô không thèm dù tha đi cũng vẹn chứ lâu mài nghi mình chứ không phải là trái. Mượn thân mà chân chất cho thật thà phiền lớn ta đã biết từng cơn căng dần chốn cho biển khơi đổi đắm chứ siêu tầm. Ra đi diệu pháp chứ tâm tâm mang niềm mà tin tấn chứ không lầm tà ma. Từng chịu dụng thiết tha chứ chân đạo từng đem lời mà dạy bảo chứ ban dân chứ biết rằng khổ sở chứ lợi tâm. Thiết vàng mà đại lập thân ao thân cho bố ở đời giờ xa cách cho thân ta lâu lý nhưng thẳng đường mà thực chỉ cho ai quan thẳng đường trở lại cho Phật đời không sợ mà sông má núi chứ ai quan chứ gặp bà tình. Nay ta biết năm trình phúc ba nữa mà chỉ cho người mà mưa tựa chứ yên nhiên gặp trong mà lòng đạo chứ giống mơ hiền mà thuộc dòng sơn phủ mà nấu gia viền ngày xưa giữ ánh đạo sớm trưa cho vẹn mà ngày nay trồng khỏi tạng cho quần sinh ta đây đem giao bắc kinh rải thôi mà tận trước chứ chúng sinh cho thượng chiều. Ta đã biết thương yêu đồng loại mà tay của ta chứ tiếng gọi Phật trời bao đừng có lá có lơi lãnh trong sứ mạng mà vậy thời phải nghiêm. Dù đau khổ mới ghi thêm tội phúc mà dù đói nghèo ta túc tự đi từ đài từ giả ta đi chứ bốn miền liền đạo chứ vô chi ngút trời. Đem ba tánh tiệt giờ thoát khổ mà đem chúng sanh về chỗ phúc đài đem người thoát tục chứ bị ai xa bùi mà chung má định thì đặt ngãi về miền. Ta đã gặp ngũ duyên thiên lý mà đây là nơi vị trí cho hiền lành đó là gốc lại thâm xanh do thầy đã định mà đau lành cũng chung. Ta hẹn ngày trùng phùng nói dịp vì đời tu không kịp kia kìa giờ này cách biệt để chia ra miền quan hải và tranh phía dịu dời. Ta đã hẹn nói đời yên ổn ngày bình nguyên quý ổn quy cấm hẹn ngày cao đổi thì dân trở về ông trịnh mà thường hằng tận cơn. Ta lắng lặng ta đờn tiếng dặm mà ta thương người phải cảm phải cầu từ đây khổ sở thâm sâu canh trường nhiều nỗi chứ dạy giàu biết bao. Chút tâm sợ rồi mau lũ liên tục tâm tư cầu nguyện đại đàn trong đêm trường bí biết lại thở than ngồi sơn đành hai lượng bàn đảo phúc đèn sơn đành trong đêm buồn ta ta túc gọi thở đề cốt nhột tường chưa mai tranh
lúa tạc mây mưa, lòng dột nát sao chưa cao xưa. Ta tự giả trong đêm buồn đứng giữa rào dần thơ mở cửa yêu đời. Yêu nhân sanh yêu tốt nhột bơ người ơi, yêu nhân loại ta không có yêu đời nồng nhiệt. Yêu sang đành yêu non đại xa đặc biệt, yêu giống dòng bí quyết lạc hồng. Ta yêu đời yêu đất nước lại non sông, đâu có phải yêu cách má hồng lãng mạn. Ta yêu đây yêu người có hạn, yêu gió sương chim nhạn dài đường. Trăm lại người giáo quân có tình thương, ta yêu nước quân dựng gương đời cho. Ta yêu người mà thiết tha dịu ngọt, ta yêu người tất trót canh thâu. Ta yêu người người chẳng biết đâu, càng yêu nữa mà lấp bể dâu không ngày. Ta yêu đây yêu toàn tôn giáo phái, yêu những bậc nhân tài biết hà hải thi dân. Yêu những ai không đón gió ngừa trăng, yêu những bậc sang bằng thương minh. Thẹn bạc nhã chính thầy kệ đã đến, chốn sống buồn kính mến đợi chờ. Ta yêu dân vô bến vô bờ, dân còn để chữ ngờ chi vậy. Ta yêu người người đâu có thấy, yêu những ai trồng cây giống lành. Yêu những người không phú quý lại trăm anh, yêu những kẻ không tranh giành tài chất. Ta yêu đây yêu tài nhân cấp bậc, yêu những người đau cợt xây lưng. Ta yêu đây yêu mối đạo chấn hưng, yêu nhân loại chứ ta không có yêu mừng ma tà quỳ. Bằng sẽ yêu thương người trong thế kệ, đêm giang buồn còn rên rỉ nhiệt nồng. Ta yêu đời yêu đất nước non sông, yêu nhân loại yêu giống dòng năm khi phúc. Ta yêu đây yêu đời trong năm lúc, yêu những người chối đột bóng tờ bi. Ta yêu người biết sự được hữu di, yêu những bậc phương phi hùng dùng. Ta yêu người ngừng đừng lém ung, ta yêu người đi đúng cơ trời. Ta yêu dân, dân biết khôn dân. Ta yêu bậc đại thần tôn phục chúa. Ta yêu người không cần tài cần cổ, trong đêm buồn gian dãy núi rừng. Cảnh tình yêu tâm giả chớ phật phần, yêu non nước chớ bảo đừng yêu bận trượt. Tình tương đạo qua dần thở mấy lượt, lại con thuyền ngược ngược chốn sông mê. Tạo ảnh viên chút nữa rồi về, ta đã hẹn ta sẽ hiệp kề bên đồng đạo. Trăng còn sáng nhưng mây lu hung bạo, kéo án rồi anh đạo sợ cả thơi. Ta đến đâu cũng dẹp mút mây trời, cô dẫn loại kịp thời quy kiếm cỏ vui. Mãi nhà lá đêm nay vụn giọt đỏ hoa, trách quần sinh còn thịnh nộ phát âm. Biết chừng nào ta được rảnh rang, ngồi tịnh nghỉ trong niết bàn an lạc quốc. Chúng còn say cô mang tầm tật, ta được đâu trong giấc mặn nồng. Thương chúng sanh lạc giống lạc dòng, thương những kẻ trong mong tài sản. Điểm thanh tịnh dần thở chưa mặn, ngồi thơ buồn trước cạn lý sâu. Hỏi đại người tâm giả đâu đâu, cùng nối nhịp đặng bắt nhịp cầu qua bể ai. Mau chờ đợi thiền kia ta đã lấy, về đến đây họ hãy reo vang. Chừng dân nam hắc khúc khải hoàng, ta trở lại hiệp đàn giúp bí gì. Giờ còn khổ trường thi chưa
di khóc cả, còn chỉ có tâm từ hỷ xả độ quan dân cao cả. Phúc cần đâu có còn gì nữa bởi giảng dân, ngồi than thở đang lâm bần kinh kề, nhìn quốc giảng không chịu tàn đã xế lưỡng đạo rồi vô kể nghìn thu. Chừng nước Nam hết sự lưu bù, chừng anh dũng biết ngồi tu ta im lặng, thôi từ giả nơi miền ai ta nhắn. Quý vị ở Trấn An cố gắng thành làm, nói tiếng đờn sắp rã núi ông Sam. Tiếng trong nổ thì nhà lắm, cuộc quốc đây ta nói gợi thơ cùng các bậc nói tiêu diêu cảnh vật địa cầu. Có thở than cũng quỷ khóc thần sầu, có dao câu đi nữa thì cũng không thoát hầu. Quá bán được tại phòng khu kẻ ngang ngược ngược, cho nên tiền mấy lượt ngóng trông. Kiếp tiền trời thầy đợi thầy trông, chính thầy lái chiếc thuyền rồng qua biển hai. Thôi kinh tặng nơi đây trai cùng gái, bước đăng trình ở biển hải ta lui. Mình biết tu đừng có dễ vui, chỉ một phút bùi ngùi náo nhiệt. Ta từ giả chứ không nơi đây cách biệt, hẹn ngày sau náo nhiệt đăng trình. Chừng chúa về thành lập đại đời mình, ta ngồi giữa tâm tình người có trí. Giờ tự giả một phần hay nấy dĩ giữ gìn thân trong thế kỷ quân tàn. Ta la lên ba tiếng không được an, cho dân tộc gia vàng biết rõ tại sao người lố đi năng vuốt mỏ mà không có thương. Xí số kẻ bần thương bá gia bá tánh mới trọn ân mến. Phúc quá mới ngồi gần phiến vàng, lần tính lại niên qua đời sắp mang đâu có còn biển cả ngón băng. Đêm nay đây trao đổi thi dân, thương người thiệt khó khăn tầm kim ngồi kề bên. Sĩ bần tao im trúc tâm tư, kính liệm lòng mình. Nghĩ lại rồi như bậc kẻ ăn xin, ta náo nhiệt đã quay tình cõi phúc. Thôi canh khuya đêm tàn, ta túc kinh thăm đời một chút nữa thiền xa. Nói từ đây sắp động biển giang hà, thiền có trở lại thì ngày nam gia bình phục. Ta ra đi kỳ này một phút rồi, nay mai cô gả cuộc bên đàn cố dân lành chủng tộc được bình an. Dù thân thể có rụi tàn mừng rỡ, biết nếu thấy nơi đây là nợ chốn quan hệ.
ngồi than thở nơi đỉnh đầu sơn núi. Và từ đó thiết minh trong bụi nghe tiếng than quỷ về nức lòng. Than với ai chứ đừng than với cây cổ thụ ba tòng, lòng nức nở tuôn dòng rớt lệ. Than với ai chứ đừng than với người bông say, than với sĩ bần nhỏ lệ dầm chán. Chúc đệ huynh, chúc thánh đạo, chúa hiệp đàn, chúc quý vị tình an thánh thất, chúc tất cả các hàng các bậc nói gửi lời thương giảng vật nhân quần. Nếu gặp nhau chờ thánh chúa phụ huynh, chờ an lạc về rừng sơn thất bồ, nơi ngày đó là giờ ta quy tụ chốn nhà hoàng. Kết thổ tỉnh biên, chốn biên thùy yên tịnh được thường xuyên, hẹn ngày đó quy thiền về mấy lượt, thổi ta giả tự người đang sung sướng. Giọng ca sang nói gượng phúc hầu, kính phúc người lập bệ ngăn dâu, tiếp lời giảng canh thâu an giấc. Xin kính thưa tất cả quý vị cùng các đồng đạo, hôm nay và các ngày các bậc, sự tôn kính của chúng tôi là một cử bần sĩ lang thang chốn núi rừng. Xin kính mong tất cả các bậc vì lòng từ bi bác ái để nhỏ phúc lành cho tất cả anh em chúng sanh với hầu nghe chúc ích. Rồi từ giả tất cả các chư quý vị, chúng ta sẽ ra miền biển ải ải quan để giúp tất cả nhân dân quần chúng trong một thời kỳ đang thật khổ. Nam mô Di Đà Phật, nam mô Đức Giáo Chủ chứng minh gia hộ cho tất cả, đột dạng sự bình an hộ cho tớ lạy tộc thầy. Nam mô A Di Đà Phật, xin mời tất cả các chư quý vị diện kiến thiên và trao pháp vàng cho tất cả đồng đạo và đệ huynh. Nam mô A Di Đà Phật. Ô pháp muôn đời không phải lạc mê, mượn thì thơ lục đi pháp mê, đợi đau cảm ơn hiền về chốn đi non tàu, mà lui rót lời đau hẹn lòng tu sĩ chi duyên một bữa, không hẹn hò chỉ mong tại sửa đi dân tơ, biết rằng nhân lỗi còn chờ chờ tiếng đạo đi dân tơ đi bình trách đời ti lúc chặt trên con đường để làm tao trên thuyết tha phương cho nhân loại tường thức tỉnh tay mặt đạo nơi miền ông trần trảm lời dân trọng tỉnh đi đêm về. Tuy đêm nay chẳng không được đi giữa kề, mà thay lời ngọc hồ hề thớp đi, hay là phải phận người tu sĩ. Còn đánh tiền nhân cương kỹ còn nằm mê cần tỉnh đất mê đáng trang nghiền ở
xa ơi nguyện cầu không xót một ai. Nhạc trần gian khó đổ liền tay, nhưng muốn tình giấy trái đất khó. Kìa hàng tiên dấu thọ toàn lưu, xét vật đời chưa dứt quán thù thì đàn tiên chẳng có nào chú cách bước mong hiền đạo ra từ đây tạo đi lộc ban ân lành và phước toàn dân. Đừng quán chi là cảnh nay phú bình mà tỉnh ngộ toàn dân tiếp nhất. Trần đạo đi pháp người xưa còn màu bậc đã lưu lệ mấy bậc tiền nhân khắp nam bang tất cả xa gần đều rõ được lời anh truyền giao duyên kỳ ngộ là vì tinh thần đại đạo lời ca thuyết nghe giáo bình hoàng chút đạo đế đồng trong lúc phương xa thanh tâm thường lạc một nhà trong chủng tộc và kể từ nay bồ đề đi dung đốc tạo duyên nề lành chẳng trong trí óc toàn dân để sớm mau trả dứt nợ nề nành mà sớm được dời chánh tu đề niệm. Thôi cảm ơn đức của người vô phương tầm kiếm mà thay mặt người tu đề đêm mê tính thôn kính là bề trên tất cả đánh trên đèo cùng cô bác và đồng môn trong chúng tộc tới đây toàn tinh thần và trí óc chút lời đề lành toàn dân tộc nam bang chừng nào tiền đã đánh giang ta về ngư giữa nếp lơ vàng tây phương chừng nào chúa thánh minh đường thị dân mà đời có rồi hội đường hiệp giáo chơi chừng nào dân ngàn tộc hết nào dân năm mà hết khổ chứ ta mau trở về chừng nào sông núi muốn về hết kinh và hết bị chứ hết ta thề đồ lặng phải ở chơi chừng nào gặp được đức ngài thuyền kia mà trở lại chứ kịp ở ngay vừa sĩ hiền chừng nào gặp đi được chúa cái đời mà mắt đau chưa tiện biên phúc ở cầu chừng nào bốn biển năm châu hòa minh mà cơ giáo chưa đạo thầy ra chơi chừng nào mà mở hội chưa long qua ta về mà hiếp lại chứ ngồi ở nhà ra quả chúng chơi chừng nào mà thánh đức ung dung dân nam mà khổ chơi trùng cùng đau rai chơi chừng nào núi rã lòng hay phát tâm mà tiếng bánh lâu đài hiện ra chơi chừng nào khối phục nam gia ta về mà dựng lại chứ núi nhà yên nhiên chừng nào ta rớt chứ dễ miền chừng nào mà chúa thánh chưa phổ tiền đi ăn chưa hẹn giờ mà đưa cỡ chưa lạnh răng tầm cơ mà mất đảo chưa cứu tàn năm châu chưa chừng nào dân chúng hết sầu thì ta mà hết khổ chứ trong bầu ưu tư chưa chừng nào phước đức đợi dư thì
ta trở lại cùng người vui an, chừng nào đất nước rảnh rang thì ta trở lại, chưa ngồi bàn thiên duyên chứ chừng nào ba tánh hết đảo qua điên thì ta mà trở lại, chưa đợi tiền sơn thế chứ bây giờ còn bá nào này ta còn đánh lĩnh chứ chưa về được đâu. Nói cho rõ cánh thâu lửng già mà tính lấy rồi chưa mãn niềm qua, chừng nào đất bán vàng ca ta về phú quốc cho năm mơ hà lạnh đăng. Giờ nghĩ việc gian sang đầy nhảy mà nhìn tử coi ngó thấy bài thần, chút nữa đây ba tánh giảng dân mà đừng để sợ kinh bờ trọng ở phủ tay ta nghe quỷ ma la hú mà kêu ở đây có